Ok anh em, và bây giờ sau hai trận bán kết thì chúng ta đã có hai người thua, và bây giờ hai người thua sẽ tiếp tục vòng tranh 3-4. Và đây là trận đấu đầu tiên, ra đấu đầu tiên giữa chiến đội Tuấn Cùi Chuối, đó là một ạc Nam Độc sẽ tranh với đội Nga My vừa rồi, đó là Nico Sài Thiện Đô. Và trong trận tranh 3-4 này chúng ta vẫn thi đấu với hình thức bo 3 chạm 2 win anh em. Và hai chiến đội hãy tập trung trước khu vực công bình tử, hãy bơ tơ vào trong nhanh nào anh em ạ. Chúng ta chỉ có một ít thời gian để chuẩn bị và đánh thôi anh em ơi. Ok anh em, sau khoảng một thời gian thì anh Tuấn Cùi Chuối cũng đã có mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với giờ đấu Võ Lâm Minh Chủ của dòng loại tranh 3-4 này, giữa cao thủ Tuấn Cùi Chuối và Nga My Nico Sài Thiện Đô. Hello Hiếu Nậu Nguyễn, hello anh em nha. Hello mọi người nha. Nói thành Thiếu Lâm tăng sao tăng thì chung kết mình nâng Thiếu Lâm đào 20k máu đó Khải. Ok. Và sau một pha vừa rồi thì 4-3 Thiếu Gia ở trong trận chung kết, anh ta đã bảo rằng là anh ta đã tăng lên đến lượng máu 20k máu rồi. Liệu cậu nhóc cái băng bỏng sẽ làm gì đây? Và ok, bỏ qua trận tranh chung kết và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 này. Và chúng ta cùng xem xét đồ của cầu thủ Nico Sài Thiện Đô. Đây là một ạc Nga My, làm chậm 40 từ vũ khí nóng, làm chậm 40 phòng thủ 25, ngập bội phòng thủ 25 cực phẩm Newton, và bao tay làm chậm 20. Tính ra thì ạc này đang có cho mình 100 làm chậm, lượng kháng băng đến từ đại lưng và thời gian động, nhẫn kháng băng và thời gian động, nhẫn kháng băng và dày kháng lôi. Tính ra thì được cho mình 60 thời gian động từ đại lưng và nhẫn, dây chuyền kháng cả 16. Và chúng ta cùng xem xét đồ của Nam Độc. Nam Độc Tuấn Cùi Chuối, Tuấn Cùi Chuối một ạc Nam Độc đang sở hữu mình một cây vũ khí làm chậm tốc 20, không có gì cả, chỉ tốc 20 mà thôi, một cái nỏ, một cái nón phòng thủ 15, bao tay phòng thủ 11 và đai lưng phòng thủ 15 và một ngọc bội phòng thủ 25 cực phẩm. Hiện tại anh ta đang có cho mình 30 làm chậm từ nhận dưới và 30 làm chậm từ áo, hiện tại đang có 60 làm chậm và đang sở hữu một nhận khăn băng 17 và một giày khăn băng 17, hiện tại đang khăn băng 34 kèm với dây chuyền, thì hiện tại lượng khăn băng lên đến 44 khăn băng. Và trong đó chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng vài giây nữa mà thôi, liệu Nga My hay là Nam Độc sẽ win trong trận tranh 3-4 này. Và đây là những đòn đam đầu tiên đến từ vị trí của Nico Sài Thiện Đô. Có vẻ Nam Độc đang cố gắng kết bùa lên Nga My, nhưng vừa rồi chỉ kết được một cái bùa âm khắc độc lên người Nga My mà thôi. Và ông đã tiếp tục kết bùa lên Nga My một skin thời gian chúng độc, nhưng mà rất đáng tiếc anh Nico Sài Thiện Đô đã win. Nga My đã win. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đó thứ hai. Phan rồi Nam Độc chết không hiểu tại sao luôn em à. Phan rồi Nam Độc chết không hiểu tại sao luôn em à. Và chúng ta sẽ tiếp đến trận đấu thứ hai. Trong đấu đầu tiên thì Nico đã win 1-0. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với trận tranh 3-4. Và đây là ra đấu thứ hai giữa hai cầu thủ Tuấn Cùi Chuối và Nico Sài Thiện Đô. Trong đấu đầu tiên thì ngày mai Nico Sài Thiện Đô đã kết thúc Nam Độc một cách khá là nhanh. Và có vẻ như Nam Độc không hiểu lý do tại sao mình chết. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhìn vào sơ qua chúng ta đã thấy rằng ngày mai đang có cho mình một cái dòng thanh âm và một dòng phổ độ Phật Tâm Tự Hữu. Đó, hiện tại đang có hai skin. Và chúng ta cùng chờ đợi xem trong đấu này Nam Độc sẽ làm gì. Nam Độc đã cắt hoàn toàn hai bùa thành công lên người của Nga My rồi. Bây giờ chúng ta cần đợi liệu Nam Độc sẽ làm gì đây. Sau khi cắt được hai bùa thì Nam Độc đang đánh ra những đòn bất độc xương tâm. Liệu những đòn bất độc xương tâm này có thể kết thúc được Nga My không? Bất độc xương tâm là trong những skin khá là phổ biến của Nam Độc của chúng ta. Nga My đang kinh công khá là nhiều. Liệu lượng độc của Tuấn Cùi Chuối có thể làm khó khăn cho Nico Sài Thiện Đô hay không? Chúng ta đã trôi qua hơn 20 giây. Chúng ta có thấy rằng anh Nam Độc luôn luôn dính đam, nhưng mà không hờ nhẹ đâu mà. Lượng đam độc của Nam Độc cực kỳ cao và làm cho Nga My phải kinh công liên tục để có thể né được những đòn độc này. Chúng ta thấy rằng Nga My đang kinh công liên tục và thường xuyên. Nam Độc chúng ta đang chủ đam khá tốt.
chúng ta đã trôi qua hơn 1 phút 20 giây. Và so đến hiện tại bây giờ thì Nga My đang chủ đam với những lượng độc khá tốt. Nếu như Nga My hết thời lực thì sẽ làm gì đây? Lượng độc rút khá ở đâu? Vừa rồi chúng ta thấy rằng lượng độc rút khá ở đâu? Bên xếp đồ của Nga My thì đang có cho mình khoảng 60 thời gian làm rút độc mà thôi. Và kèm với cái thanh âm 30 nữa thì đợt này có thể lên đến 90 thời gian rút độc. Có thể lên đến 90 thời gian rút độc. Trận đấu đang được diễn ra khá là căng thẳng giữa Nam Độc và Nga My. Chúng ta cho qua hơn 2 phút. Liệu Nga My có thể chủ đam thêm được bao nhiêu phút nữa đây? Hay là Nam Độc sẽ nằm xuống ngay bây giờ? Chúng ta đang xem lượng máu của hai bên đang tụt khá là nhanh. Khá là thốn. Nga My đang kinh công để có thể né những đòn đam và né những pha độc áp sát từ lượng sâu hình và cũng như là những pha bắt độc. Rất đau. Lượng máu hai bên đều có thể win trong trận đấu này. Không biết ai sẽ kết thúc trước ai đây. Hiện tại Nga My đang khép góc 3 giờ khá là hợp lý. Những cái góc vị trí như thế này thì Nam Độc rất khó mà ăn những đòn bắt độc, anh em thấy chưa? Bắt độc nó chỉ đánh sâu ngựa mà thôi, không có thể đánh ra trước được. Nên là khép những vách 3 giờ như thế này thì đây là một lợi thế. Nhưng mà rất đáng tiếc cho Nga My. Vừa rồi là chắc chắn với em rằng Nga My đã bị đột tử. Nga My đang bị dính đam 195k đam. Và Tuấn Cô Chuối đã dính 221k đam. Nếu như mà Nga My câu được thời gian thì chắc chắn với em rằng Nga My sẽ có lượng đam tốt hơn. Rất đáng tiếc nhưng mà Tuấn Cô Chuối đã kết thúc được Nga My rồi. Và chúng ta có kết quả 1 đều dành cho Tuấn Cô Chuối và Nico Sai Thiên Đô, 1 đều. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ 3. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ có vị trí đó là 1 đều dành cho Tuấn Cô Chuối, một pha quá đẹp. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu thứ 3. Sẽ là đấu chung cuộc dành cho hai cầu thủ này. Nếu như cầu thủ nào win thì sẽ lấy cho mình hạng 3, và cầu thủ nào thua thì sẽ lấy cho mình hạng 4 nha. Và trận chung kết chúng ta sẽ đánh sau như nào? Đó là sự có mặt của cầu thủ 43 thiếu gia Thiếu Long Đao kèm với cái bang cậu nhóc anh em. Hai cầu thủ này đang khá là chất trong trận tranh chung kết này. Liệu Thiếu Lâm hay là cái bang win, anh em có thể chờ đợi trận thi đấu tiếp theo. Ok anh em, bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng hơn 30 giây để tiếp tục trận đấu thứ 3 giữa hai cầu thủ này. Liệu ai sẽ giành hạng 3 và ai sẽ giành hạng 4? Và giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu bắt đầu sau vài giây nữa mà thôi. Hiện tại Nga My đã xuống ngựa rồi anh em ạ. Những phút đầu tiên thì Nga My đã xuống ngựa rồi. Chúng ta cần phải đợi xem Nam Độc sẽ kết thúc Nga My trong trận đấu này sẽ ra sao. Trong trận đấu thứ hai thì Nam Độc đã gửi cho mình 1 đều. Những pha kinh công của Nga My có thể mất đi 50 thể lực. Nếu như kinh công khoảng 20 lần như vậy thì chắc chắn anh em rằng lượng thể lực của Nga My sẽ hết. Và đây là những pha bắt độc đầu tiên sau khi Nga My đã dính 2 bùa. Nếu kinh công như thế này có thể là hết thể lực. Những pha kinh công né những đòn bắt độc của Nga My cũng khá là hiệu quả, nhưng mà không biết liệu anh ta có hết thể lực hay không. Cứ một lần kinh công như vậy thì Nga My mất đi 50 thể lực. Chúng ta đã cho qua 1 phút. Như trong trận đấu đầu tiên thì Nga My ăn lượng đam đến hơn 30k đam lận nè. Nhưng mà rất tiếc anh ta đã bị đột tử, có vẻ như hết máu. Nga My đã hết máu và đã bị đột tử nè. Trời ơi anh em thấy vậy chứ, những cái pha sâu hình này khá là đau nè. Những đòn vô hình độc dưới chân của Nam Độc tuy rằng chưa được đánh, nhưng mà nếu mà tăng mát thì lượng độc có thể lên từ 30 độc sát trên giây nè, cực kỳ nhanh luôn nè. Nên là Nam Độc chỉ việc cố gắng áp sát càng nhiều càng tốt,
và anh ta chỉ cố gắng phụ đam thêm những đòn bách độc. Nếu như bắt đầu dính thêm trong người nữa thì lượng độc sẽ sốc độc khá là cao. Hiện tại Nam Độc này chỉ đánh đòn bách độc skin base của Nam Độc mà thôi. Chúng ta đã cho qua 2 phút. Trận đấu này đang khá là căng thẳng như hai cầu thủ. Hello anh em nha, xin chào tất cả anh em đang xem livestream nha anh em. Anh em đang xem thì đừng ngần ngại, hãy cho hai cầu thủ này giúp Khải một like, một chia sẻ, cũng như là ủng hộ video Duy Khải Gaming một like, một chia sẻ cho nha anh em. Và Duy Khải thay mặt tất cả anh em kính chúc anh em một buổi tối xem live vui vẻ nha anh em. Đừng quên hãy nhấn nút đăng ký qua kênh YouTube của Khải liên lại bên cho nha anh em. Anh em cứ việc đăng ký vào kênh YouTube của Khải và kích vào chuông thông báo thì hàng ngày vào lúc 19 giờ hàng ngày khi Khải lên livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo, cũng như là có thể ghé vào kênh YouTube cũng như là xem ủng hộ chơi nha anh em. Hiện tại giải đấu chúng ta đang khá là nhiều anh em ơi. Chúng ta còn đến 4 server lận anh em. Nếu như server này hôm nay kết thúc thì vào ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với mấy chủ Lương Sơn Bạc anh em. Đó là giải đấu và là mình chủ của bên mấy chủ Lương Sơn Bạc, một trong những mấy chủ ra đời khá là lâu, đã hơn một năm hơn. Thì ngày mai anh em chờ đợi và xem diễn biến của mấy chủ Lương Sơn Bạc ra sao nha. Và pha vừa rồi chúng ta là có đoàn Tuấn Cười Chuối Nam Độc đã kết thúc được ngày 10. Và pha vừa rồi Nghe My đã chết một cách đột tử này mà. Chỉ hơn 3 phút Nam Độc đã dồn Nam Độc và Nghe My không thể nào mà bơm được máu. Rất đáng tiếc. Và xin chúc mừng Tuấn Cô Chuối Nam Độc đã giành chiến thắng và lên hạng 3. Và rất đáng tiếc cho Nico Sai Tiền Đô, chỉ có mình hạng 4 mà thôi. Rất đáng tiếc, và chúng ta xin kết thúc trận 3-4 tại đây. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh chung kết giữa cao thủ 43 Thiếu Gia và lại cậu nhóc. Xin chúc mừng Tuấn Cô Chuối một lần nữa đã win và giành cho mình hạng 3 nha.